Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em một chiếc tủ đài mini cực kỳ đẹp đến từ thương hiệu Colombia. Và chiếc tủ đài này nó là một phiên bản kỷ niệm 70 năm của nhà đài NHK của Nhật Bản. Như anh em có thể thấy thì đài truyền hình NHK của Nhật Bản đã nổi tiếng từ xưa đến nay rồi. Và để kỷ niệm 70 năm thành lập thì nhà đài đã làm một cái đài do Colombia sản xuất có tên thương hiệu à có tên mã là GB600 để kỷ niệm cái ngày thành lập. Thì như anh em có thể thấy chiếc đài này thì nó tất cả toàn bộ nó đều được làm bằng gỗ hết. Và điều đặc biệt là nó có cái lắp mở này. Khi mà anh em mở cái lắp này ra, đó, thì là nó sẽ hiện ra cái phần chức năng. Ở trên này thì nó có cassette, dưới này thì có thằng CD và bên cạnh này thì có thằng radio. Con này thì cái nút nguồn của nó sẽ là cái nút volume, khi anh em vặn nó lên thì là cái nguồn nó sẽ được mở. Và tùy theo từng cái chế độ, con này thì nó chơi được CD, cassette, FM và AM. Đó. CD thì chúng ta sẽ mở nguồn à mở open nằm ở đây. Đó. Đóng vào thì chúng ta sẽ đã đóng. Ở đây nút tắt, đây là nút mở và đây là cái nút qua bài. Nó rất là đơn đơn giản. Ở trên cái lắp mở ra thì anh em có thể thấy ở đây thì họ có hướng dẫn chúng ta cái cách mở lắp. Và đặc biệt là chúng ta không có để cái đồ lặng lên giống như kiểu cà phê hay là cái gì để lặng lên trên này nó có thể nó bẩn ra gây ảnh hưởng tới cái máy. Tại vì cái lớp này thì nó cũng tương đối là chắc. Nhưng mà cái khuyến cáo của nhà sản xuất thì họ bảo là không để cái vật dụng khác lên trên. Ví dụ chúng ta có thể để CD hay là để cái băng cassette lên thì ok. Bây giờ thì em sẽ test âm thanh cho anh em nghe. Con này thì nó sử dụng hai cái loa bát toàn giải làm hai bên. Nguồn điện của nó là nguồn điện 100V nha anh em. Cho em mùa xuân che nô đùa khắp trời niềm yêu đời phơi phới bàn tay thơm sữa ngọt dài đất miền chim hót mái nhà xinh kề nhau anh cho em mùa xuân đường hoa vào phố nhỏ nhạc tràn hòa đầy đó tình yêu non nước này bài thơ còn sao xuyến dung nắng vàng ban mai đất mẹ đây có lúa đồng xanh xa mấy mùa ngoài đê dịu. Giờ chuyển qua phần cassette. Vết thương tôi quên vì em đã mang nơi khốn nhỏ bỏ tôi đứng bên đời thank you.
chợt thấy vui như trẻ thơ. Đời ta có khi là đốm lửa, một hôm nhóm trong vườn khuya, vườn khuya đóa hoa nào mới nở. Đời tôi có ai vừa qua, nhiều khi thấy trăm nghìn năm mộ, tôi nghĩ quanh đây hồ như đời ta hết mang điều mới lạ. Tôi đã sống rất ơ lòng tôi biết việc sắp đặt này. Một người chung là một người trong cụ kích thích mua hàng hiệu quả cho đến ngày nay. Về marketing, IKEA vẫn tiếp tục sử dụng catalog như là một phương tiện truyền thông chính yếu đến khách hàng. Ngay từ khi khởi đầu, IKEA đã xem catalog như là một công cụ chính trong các nỗ lực marketing của họ. Cuốn catalog chứa hình ảnh sản phẩm được phát hành định kỳ hàng năm đến người tiêu dùng. IKEA có thể thực hiện